Lực lượng bộ đội biên phòng cần chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, các nước láng giềng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào chiều nay. Tham gia buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt nghiêm sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả về công tác biên phòng, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh với các loại hình tội phạm, tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Qua cầu truyền hình trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và giao nhiệm vụ với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ ở các đồn biên phòng Apa Chải, tỉnh Điện Biên, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe và tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị. Thủ tướng yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng luôn đoàn kết, vượt khó, tích cực phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương xây dựng, gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh nơi biên cương, tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền các địa phương với tinh thần ở đâu có dân, ở đó có đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo theo đúng luật pháp quốc tế và hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản an toàn. Đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, thực thi nghiêm pháp luật để quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, xung kích, nòng cốt, đi đầu trong ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, tìm kiếm cứu nạn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong năm 2022, góp phần cùng cả nước hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó. Xin biểu dương các ông chí. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở khu vực biên giới, làm tốt công tác dân vận, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn bám dân, gần dân, bám địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới. Lo việc biên phòng cần có phương lược, sẵn sàng, tính kế lâu dài. Từ đời xưa các cụ đã nói cái việc biên giới này rồi. Do đó, công tác xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia cần được quan tâm đặc biệt, có phương thức và quản lý đặc biệt. Một là vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng quản lý bảo vệ biên giới thời đại ngày nay, kết hợp sức mạnh công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị và đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, của con người và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở biên giới. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ toàn quân và khẳng định quân đội ta không ngừng lớn mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và mong muốn các cơ quan đơn vị chăm lo, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho bộ đội, chuẩn bị tổ chức cho bộ đội, nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão sum vầy.